Hung thủ chính là hung thủ. Sao nhìn ngầu thế nhỉ? Mày có phải hung thủ không? Không được. Nhỡ không phải nó lại chốt vào mồm cho thì cũng mệt. Làm gì cũng cần phải có bằng chứng. Hẹ. Hung thủ. Hung thủ. Còn là đồng là y à, e chi đa là y chi đa, còn là đi là mô lấy con chi đi, là đi mà được kẻ nô. Con ta đi u vi, lòn pi đa chi đa. Tính lên con ta. Ha ha ha. Ha ha ba lấy bố chi, ô là đê mà rư. Mẹ ơi, anh kia bị sao thế mẹ? Ừ nhờ. Chắc nó mới trốn chạy đấy. Tránh xa thằng này ra con. Thương. Ơ thằng ôn này, đi đứng kiểu gì đây? Mắt mua để trang trí à? Mua à? Nó mày không chịu tiếp thu. Mặt mày cứ căng căng lên thế. Nhìn đều tao à? Thứ nhất, lời khai của bác rất mâu thuẫn. Mâu thuẫn chỗ nào? Bác bảo tôi mắt mũi để trang trí, bảo tôi mù, rồi xong lại hỏi tôi nhìn đều à? Mô thì nhìn kiểu gì bác? Vết phanh xe dài gần 40 cm, trạng thái phanh gấp, hướng gió tây bắc, sức gió từ 10 đến 15 m/s, tương đương vận tốc 50 km/h, tạo một lực đẩy gần 20 axi-mét. Kết luận bác chạy xe với vận tốc 70 km/h. Tốc độ cho phép trong khu dân cư là 40 km/h, vượt quá 30 km/h. Lỗi thứ nhất. Đây là một cung đường rộng, không hề bị khuất tầm nhìn. Vậy điều gì khiến bác mất tập trung? Tôi chiếc điện thoại vẫn còn nóng, chứng tỏ bác vừa đi vừa sử dụng điện thoại. Theo nghị định số 46 năm 2016 LDCP của chính phủ, kể từ ngày 1 tháng 8, người điều khiển xe máy sử dụng điện thoại là vi phạm pháp luật. Lỗi thứ hai. What? I hold him up. Sao người bác cứ sung hết thế kia? Do thời tiết nóng thật đấy. Thế giờ tôi với bác lên phường giải quyết luôn nhỉ? Ui, toàn hàng xóm láng giềng với nhau, giải quyết gì? Sao bác vừa kêu tôi mù, bác còn sừng cố bờ rô mắc với tôi nữa mà. Tôi bị mù, cái này của tôi đúng là để trang trí. À, bác trưởng thôn. Cái lão này có thuật tàng hình nhỉ? Siêu rẻ là thích rồi. Chủ quán xem đồ chút nhá. Xem nha, cứ xem thoải mái nha. Úi dồi. Quả này mà phá án là cũng ra gì đấy. Được đấy nhé. Úi dồi. Trời, quần áo tí mỏi nách thế nhỉ. Này, nào chảnh về xóm tôi chơi. Xóm gì bác? Cái xóm đất viện đầu ngõ nè. Đây rồi.
Wow. Ôi giời. Ôi. Đẹp đấy. Em được phép nha. À, mũ đâu ba? Mũ gia truyền. Gia truyền tôi lấy luôn. Mặc như này suy luận nó mới tăng độ thuyết phục. Cậu gì ơi? Chưa trả tiền. What? Ủa cháu quên. Sorry Bảo Thi cầm ly uống nước lọc. Không trả, không trả. Bao nhiêu ạ? Nhắm lúc. Dưới đây. Quay về đi. Bố ơi càng hấp. Ê bạn ơi, lùa cho con gà nè. Con gà nè. Hung thủ. Hung thủ. Vâng, tôi đến ngay. Này nắng nóng thế nhở? Khu này rộng quá, không biết tòa nào đây. Đây rồi. Phòng 502. Ui, mãi tầng 5. Làm cái gì lâu thế? Gửi chị. Quá mưa rồi còn ăn uống cái gì nữa? Chậm chạp thế này, về quê mà cày ruộng. Đi làm chỉ làm khổ khách. Tôi thành thực xin lỗi chị. Khu này khó tìm địa chỉ quá. Thành ra hơi mất chút thời gian. Công ty dạy cậu cách cãi tay đôi với khách hàng thế này à? Hay người sai ở đây là tôi, đúng không? Để tôi còn xin lỗi. Dạ, tôi không dám. Nhìn cái mặt đã thấy hãm. Thôi ông tính tiền nhanh hộ tôi. Dạ, đơn của chị hết 150.000. Đơn ghi rõ ràng 149k. Sao cậu lại nói khống lên? À, bây giờ lại còn có bộ môn moi đểu tiền của khách à? Ôi, chị hiểu nhầm rồi. Tại tôi không có 1k trả lại nên... Dạ, cảm ơn chị. Alo, tổng đài phải không nhỉ? Tôi muốn phản ánh một vấn đề của nhân viên bên mình khiến tôi rất không hài lòng. Pichala, pichala, pa 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 la pa, pichala, pichala, kuko luko pogi, pichala, pichala, omanachi sayo. Làm shipper chắc mới giao hàng cho khách. Tay vẫn cầm điện thoại, mới tiếp nhận một tin gì đó khiến anh ta không kìm được lòng. Có thể là chuyện gia đình hoặc liên quan đến công việc. Nắng nóng thế này. Chào anh. Có lẽ anh đang gặp chuyện không vui. Tôi có thể giúp gì được cho anh? Anh là ai? Tôi chỉ là một người hay lo chuyện bao đồng. Thấy anh vậy nên cũng có chút tò mò. Cũng mong có thể giúp đỡ anh phần nào. Cảm ơn anh. Tôi chính thức vừa bị công ty khóa tài khoản rồi. Cả gia đình đang trông cậy vào tôi. Anh thấy đấy, nắng nôi thế này, tôi phải ship cho khách ở tận tầng 5. Vất vả như vậy, đã không được một câu động viên. Đằng này lại còn báo lên công ty. Ác quá trời ác. Người đâu mà thất đức. Nếu anh không phiền, có thể cho tôi xem hóa đơn đó được chứ? Vâng, anh cứ tự nhiên. Tôi hiểu rồi.
khách hàng cảm thấy không hài lòng vì hóa đơn 149k nhưng anh lại báo khách là 150k. Nhưng đó chỉ là 1k, chỉ vì 1k mà khiến tôi bị mất việc, liệu có đáng? Anh nói đúng, 1k tuy không lớn, nhưng trong trường hợp này là do tâm trạng của khách hàng đang không vui. Nói thẳng ra là đang không hài lòng về anh do bị giao hàng muộn. Giống như một đống rơm khô chỉ đang chờ lửa. Và cái yếu tố 1k đó của anh chính là ngọn lửa. Cái không may mắn đó cũng bắt nguồn từ anh, chỉ vì 1k mà xảy ra cơ sự này. Nếu anh cứ thật thà báo đúng giá thì ngọn lửa đó chưa chắc đã có cơ hội được thiêu đốt anh. Nhưng đó chỉ là 1k, 1k, cậu hiểu không? Tôi hiểu. Vấn đề ở đây, anh cũng nên nhìn nhận lại chính bản thân mình về đức tính thật thà. 1k tuy nhỏ nhưng cũng là tiền. Anh cũng có cái sai, nhưng vị khách kia cũng không hoàn toàn đúng. Ai cũng thấy mình là nạn nhân trong câu chuyện của chính mình. Tôi hiểu rồi. Cảm ơn cậu. Chúng ta thường đánh giá thấp sức mạnh của một cái chạm tay, một nụ cười, một lời nói tử tế, một đôi tai lắng nghe, một lời khen chân thành hay một hành động quan tâm nhỏ nhất. Tất cả đều có khả năng thay đổi cuộc đời. Lão gia, khách mời sắp tới rồi. Ừ. Mời lão gia. Chúc mừng sếp. Chúc mừng sếp ạ. Mời tiểu thư. Chào sếp. Cậu chuẩn bị rượu, mang ra mời khách. Lão gia, có người gửi thư cho ông. Ai thế nhỉ? Là hắn, siêu đạo Trích Lường Danh. Alo, phải, tôi xe Lộc Huy. Tôi có chuyện muốn nhờ cậu. Nhờ mồm xuông thì tôi hơi bận. À, tôi hết bận rồi. Ông đúng là người hiểu chuyện. Vậy có chuyện gì? Tôi tới ngay. Địa chỉ đây rồi. Ủa, nhà to thế. Chào thám tử, Sê Lúc Huy. Ông là... Tôi là quản gia. Đây là cổng sau. Lão gia đang đợi cậu, mời. Lão gia, cậu ấy đã tới. Nhà đẹp quá. Cảm ơn cậu. Nay nhà mình có vẻ đông vui. Phải, nay tôi tổ chức party, mời quan khách và đồng nghiệp tới chung vui. Có việc này rất gấp nên mới mời cậu tới đây. Vâng, ông cứ nói.
cậu xem đi. Không xong rồi. Lupin là một siêu trộm chưa từng thất bại bất cứ một phi vụ nào. Hắn ta luôn thông báo trước cho gia chủ mỗi khi viếng thăm. Điều đáng sợ nhất là hắn có sở trường, có thể giả dạng bất cứ ai. Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Càng đông người, hắn càng dễ trà trộn. Hung thủ là một trong số những người ở đây. Giờ tôi phải làm sao? Ông có thể dẫn tôi đến chỗ bảo vật được chứ? Theo tôi dấu ở. Ông lại đang phạm một sai lầm rất lớn, tôi vừa nói xong. Hắn ta có thể là bất cứ ai, thậm chí là tôi. Nên hãy luôn đề phòng. Cũng ra gì đấy chứ nhỉ? Thì ra đây là ấn ngọc gia truyền. Quả là tinh xảo. Ôi giời. Giờ theo cậu, tôi nên giấu ở đâu? Một nơi mà không ai có thể ngờ tới. Theo tôi. Mở lắp bồn cầu. Tôi không, ông chắc tôi. Nhưng tôi là lão gia mà. Mặc sát ông. Mở. Giờ ông nhúng nó vào đây. Ừ. Sao lại phải nhúng? Kiểu cho nó nhúng chàm luôn. Ừ. Nhúng đi. Mạnh dạn lên. Giờ ông ra ngoài đi, để tôi phong ấn nó. Phong ấn. Ai ơi mà. Giờ trước tiên, hãy giới thiệu tôi như một vị khách đặc biệt của ông, để tránh bị nghi ngờ. Tôi hiểu rồi. Chào mọi người. Hôm nay, tôi cảm thấy rất vinh dự và hào hứng khi mọi người có mặt ở đây chung vui cùng tôi. Chàng trai kia là... À, đây là Xê Lốc Xoáy, người sẽ kiến tạo cảm xúc cho tất cả mọi người trong bữa tiệc ngày hôm nay. Anh ta có thể nhảy được tất cả các thể loại nhạc. Vui, vui đấy. Làm vài đường cho bọn tôi mở mang tầm mắt xem nào. Nhạc nào. DJ cải lương phát xem nào. Hắn ta có thể là bất cứ ai. Chắc chắn sẽ có sơ hở. Ừ. Chào cưng. Chúng ta có thể uống với nhau một ly được chứ? À vâng, mời cô. Nhà rộng thế này chắc có nhiều chỗ giấu của cải lắm nhỉ. Ông là quản gia ở đây, chắc ông nắm được hết nhở? Vâng, củ cải nhà tôi toàn để trong tủ lạnh nên lúc nào cũng được bảo vệ an toàn thực phẩm. Nghe giang hồ đồn lão gia có một bảo vật gia truyền quý hiếm lắm, không biết ông đã nắm được chưa?
ở khu phố này làm gì có ai tên Giang hay Hồ đâu. Ông có biết bí mật gì về bảo vật không? Nói đi, xong tôi chỉ ông cách chơi trò đung đưa. Tôi làm quản gia ở đây cũng được 20 năm rồi. Có bí mật gì ở căn nhà này, tôi cũng đều không biết. Ai hốt mà? Cái thằng cha này nó bị hấp à? Mời em. Dạo này phong độ thế anh. Cô đang uống với tôi mà. À thôi, ông uống một mình đi. Biết chiếc túi tỉ hoa mới ra chứ. Biết chứ. À cô ơi, thế còn vụ đung đưa? Đưa vào cái mồm ông. Tin yếu bày đặt. Pin điện thoại còn 90% mà nhỉ? Thế bảo trước đây cô có một thời gian rất được lòng sếp và rất hay thường xuyên lui tới đây. Đúng là trường thiếu gia, cái gì cũng biết. Vậy cô có được biết sếp có một bảo vật rất quý giá chưa? Tôi có nghe, nhưng chưa một lần thấy tận mắt. Tôi cũng ao ước có cơ hội được tận mắt chứng kiến đây. Tất cả đều rất khả nghi. Lupin, ngươi quả thật rất khôn khéo và thông minh. Mình có linh cảm hắn chuẩn bị ra tay rồi. Báo cáo, không thấy lão già đâu. Sao lại thế? Cậu vệ sĩ kiểu gì vậy? Có nhiệm vụ luôn theo sát, bảo vệ lão già cũng không xong. Tôi luôn theo sát mà. Tự nhiên lúc đó... Tôi cần một chút riêng tư. Cậu cứ ở đây chờ tôi. Vâng. Chắc chắn có chuyện không hay đã xảy đến với lão gia. Không ổn rồi. Lão gia mất tích rồi. Chuyện gì vậy? Hắn đã hành động rồi. Sao lại thế được? Không thể nào. Không biết có chuyện gì xảy ra không? Tôi thấy bức thư này trên phòng lão gia. Mọi người xem đi. Là Lupin, tên siêu đạo trích. Hắn ta rất máu lạnh, có lẽ nào lão gia đang gặp nguy hiểm. Hãy chia nhau ra tìm. Phải đấy, mọi người cùng chia nhau ra tìm nào. Tìm lão gia hay tìm bảo vật, hắn thực sự bí ẩn và đáng sợ tới mức không để lộ bất cứ một sơ hở nào. Lão gia! Thấy đâu? Tìm khắp nơi rồi vẫn không thấy. Mau gọi cảnh sát đi. Khoan. Nếu gọi cảnh sát, số lượng người sẽ rất đông, rất khó kiểm soát. Chắc chắn sẽ tạo cơ hội cho tên Lupin dễ dàng giả dạng để tẩu thoát. Cậu là ai? Chỉ là một tên vũ công phèn. Cậu thì biết cái gì mà chỉ đạo bọn tôi? Tôi là thám tử Sherlock Huy, người được lão gia mời về. Hung thủ là một trong số những người ở đây. Nếu đúng như cậu nói, hắn rất giỏi cải trang, thì cậu cũng có thể là hung thủ. Không sai. Vậy nên, trước khi tên hung thủ thực sự bị phát hiện, tuyệt đối không được gọi cảnh sát và không ai được phép rời khỏi đây. Có chuyện gì căng thẳng vậy? Mọi người tìm tôi à? Tôi vừa ở sân sau nghe điện thoại. Xin lỗi đã để mọi người phải lo lắng. May quá, rất không sao. Tiếng động ở trên lầu, chắc chắn là Lupin, lên bắt hắn. Trời ơi, bảo vật của tôi.
có gì đó không đúng. Là điệu hổ Ly Sơn. Hả? Là ai? Ai đã làm? Hắn có thể trà trộn vào một trong số chúng ta. Tất cả đều rất khả nghi. Vội thế. Trên lầu có tiếng động mà ông không hề lo lắng về bảo vật à? À, tôi có chứ. Tôi đang định ra ngoài khóa chặt cổng để phòng hắn trốn thoát. Khóa cửa hay để trốn thoát? Lão gia, có chuyện gì vậy? Có lẽ nào? Phải không Lupin? Lupin? Vơ vẩn, đừng nghe hắn nói linh tinh. Có khi chính hắn là Lupin đang cố tình đánh lạc hướng. Cũng đúng. Vậy ai là Lupin? Tên đạo trích? Bước đầu, ngươi giả dạng thành quản gia, rồi thông báo rằng đã tìm ra đầu mối về Lupin, sau đó hẹn lão gia lên sân thượng. Tôi hiểu rồi. Và không quên dặn dò phải giữ bí mật để tránh đánh rắn động cỏ. Theo như ngươi nói, có vậy mới bắt được tên đạo trích. Với mối quan hệ thân cận, lão gia không một chút nghi ngờ. Cái gì phải đến, đã đến. Xong việc, ngươi phi tang bụi râu từ tầng thượng. Bước tiếp theo là cải trang thành lão gia. Đó là lý do tôi tìm thấy nó bên ngoài căn biệt thự. Lão gia chắc chắn đang ở trên tầng thượng. Mau lên kiểm tra. Vâng. Suy luận hay đấy. Nếu ta là Lupin, ngươi tìm thử đi xem trên người ta có bảo vật hay không. Nếu không thì ngươi chỉ đang suy luận vô căn cứ. Bảo vật đang nằm trong túi sách của tiểu thư đây. À, túi tôi. Ờ, đúng là nó. Bảo vật đây sao? Sao lại ở túi tôi? Hắn nhờ cô giữ hộ trong thời gian ở đây, với thói quen uống nước ngọt trên xe như thường lệ. Cô sẽ ngủ như không biết gì với một lượng thuốc mê hắn đã pha sẵn trong đồ uống. Mà ở thời điểm đó, cô sẽ không bao giờ tưởng tượng được bảo vật nằm trong túi sách. Và người tài xế của mình chính là Lupin. Thông minh, rất thông minh. Nhưng tất cả chỉ là suy diễn vớ vẩn của cậu. Tôi thừa nhận cậu rất giỏi. Một kế hoạch rất tỉ mỉ. Nhưng cậu quên mất một điều Lupin à. Và sai lầm đó đã vạch trần cậu. Không thể nào. Tất cả những người đến đây hôm nay đều có một mùi nước hoa đặc trưng. Đặc biệt là lão gia. Ông ta dùng loại DKNY Golden, một loại nước hoa đến từ Mỹ, phiên bản giới hạn, được trang trí bằng 2.909 viên đá quý cắt thủ công bằng tay, với mùi hương đặc trưng không giống bất kỳ loại nước hoa nào khác. Cậu có thể giả dạng thành bất cứ ai, nhưng mùi nước hoa thì không. Chứng cứ này đã vạch trần cậu. Hung thủ chính là ngươi, Lupin. Đây là lần đầu tiên có người có thể nhận ra tôi. Cậu xứng đáng nhận được tràng vỗ tay này. Cậu thú vị hơn tôi tưởng. Trong tương lai chúng ta ắt sẽ gặp lại nhau. Trong tương lai, cậu nghĩ sẽ thoát được khỏi đây? Sao lại không? Hẹn gặp lại. Bắt lấy hắn. Hắn ta trốn mất rồi. Xin nữa thì tôi bắt được hắn. Có chuyện gì vậy? Tôi đau đầu quá. Lão gia bị ngất. Lão gia bị ngất làm sao? Lupin, cậu giỏi lắm. Chúng ta chắc chắn sẽ còn gặp lại.